like a Hellcat. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một lọ nhựa thông lỏng để chúng ta có thể sử dụng trong khi hàn. Để nhựa thông lỏng thì chủ yếu là dùng cho mỏ hàn nhiệt, bởi vì là mỏ hàn nhiệt thì nó sẽ không tắt được nhiệt đi, và khi chúng ta dí vào nhựa thông bình thường thì nó sẽ bay hết luôn và nó sẽ không ở mối hàn. Nên chúng ta sẽ dùng nhựa thông lỏng, chúng ta sẽ nhỏ vào mối hàn thì nó sẽ có nhựa thông và nó hàn sẽ đẹp hơn và chắc hơn. Về vật liệu chúng ta cần chuẩn bị như sau ạ. Đây, các bạn chuẩn bị cho mình là đầu tiên là một chai xăng thơm. Đây là mình mua hơi nhiều, các bạn chỉ cần mua ít thôi. Mình mua đây, cái chai này là 5.000. Ở ngoài những tiệm bán đồ sơn, bán đồ để sơn nhà và đồ dụng cụ cơ khí. Và chúng ta cần chuẩn bị là một cái chai nhựa nữa, chai nước, và một cái lọ bé để mình có thể đổ nhựa thông lỏng vào đây và đựng và nhỏ vào mối hàn. Đây mình dùng một Canon 02, mình lúc trước làm vẫn còn này. Đây, vì vật dụng không thể thiếu nữa, đó chính là nhựa thông này. Mình mua cả cục này, hình tròn này là 3.000. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ giấy trắng này. Và mình sẽ lấy nhựa thông ra. Em mình chỉ làm mẫu cho các bạn xem nên mình sẽ làm ít, bởi vì cái lọ này của mình nó vẫn còn khá là nhiều. Các bạn cần lấy những cái mảnh vụn. Bây giờ chúng ta sẽ bóp nhỏ nó ra. Các bạn bóp nó thành vụn bột như thế này được. Không thì các bạn cứ để như thế này thì và mình sẽ đổ vào, mình xóc lên thì nó cũng sẽ tan hết, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Cái này khá là dính. Mình sẽ cuộn lại và mình sẽ giã ra. Đó, vụn này là được. Tiếp đến là mình sẽ đổ thông này vào chai đây. Thế đến là mình sẽ đổ xăng thơm này vào. Các bạn cứ cho tỷ lệ nó vừa phải. Nếu như mà nhiều xăng thơm, ít nhựa thông thì nó sẽ loãng. Còn nhiều nhựa thông, ít xăng thơm thì nó sẽ đặc. Để mình làm ít thì mình cũng sẽ đổ một ít vào thôi. Mình nghĩ từng này là vừa. Các bạn sẽ đóng nắp nó lại và xóc đều lên. Đây, nước nó sẽ chuyển sang thành màu hơi vàng vàng này là được. Các bạn sẽ đợi cho nó tan hết đi là xong, chúng ta sẽ đổ vào lọ này là xong. Đây mình vẫn còn thì giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đây bây giờ mình sẽ test thử. Đây mình dùng mỏ hàn sung này thì dùng nhựa thông thường này cũng được, bởi vì mình chỉ cần nhúng vào và tắt điện đi và cho vào đây là nó có thể giữ được nhựa thông. Đây máy hút khói mình chế hôm trước. Thông lỏng này thì mình sẽ thường dùng để mà rút linh kiện. Và mình sẽ rút con cái dính xanh này ra. Các bạn chỉ việc nhỏ những thông lỏng vào thôi. Đây, hai những thông lỏng đây. Ví dụ là cái dây điện này. Mình sẽ hàn vào mối to to này đây. Mình sẽ phóng to lên cho dễ nhìn.
Tiếp theo là dây điện này. Chúng ta muốn tráng thiết thì chỉ cần nhỏ những thông lỏng vào. Thế nó sẽ bám rất là đều xung quanh sợi dây này. Chúng ta hàn nó sẽ chắc hơn. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn xong các bạn chế một chiếc lọ nhựa thông lỏng như này. Cái này chủ yếu thì chúng ta sẽ sử dụng cho mỏ hàn nhiệt. Và một lọ này mình sử dụng khá là lâu nó mới hết được. Giá thì cũng rất là rẻ. Nhựa thông thì khoảng 3.000. Xăng thơm thì 5.000, các bạn dùng được tha hồ luôn. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh. Các bạn muốn mình chế tạo đồ gì thì có thể comment bên dưới. Nếu làm được mình sẽ làm theo.